Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cặn sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em, nhưng Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người vội hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Mọi người trong nhóm 12 tên là Thomas, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Thomas đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Thomas ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Thomas: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Thomas thương người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Chị em thân mến, đối với người Việt Nam mình thì cũng có một cái tâm lý giống như người Do Thái, có nghĩa là chúng ta thích xem những dấu lạ hay thích xem những phép lạ. Nghe ở đâu đó có phép lạ là thu xếp hết mọi công việc để chúng ta đến đó để chứng kiến. Không biết là quý ông bà anh chị em đã từng đi những nơi đâu trong đất nước Việt Nam để xem chuyện Chúa làm phép lạ, hay Chúa ban ơn cho người này, hay là Đức Mẹ hiện ra rồi Đức Mẹ chữa lành, rồi Đức Mẹ ban ơn cho người khác, hay là gần đây nhất là người ta chạy đến ở dưới cha trên buổi dịp nhân dịp dỗ 75 ngày cha Francisco bị tử đạo. Mà chúng ta biết là đã tử đạo thì là có thể nói được là không sớm thì muộn giáo hội sẽ không thánh, mà nói một cách nào đó đã tử bị đạo có nghĩa là thành thánh rồi. Nhưng mà giáo hội còn chờ hai cái phép lạ cả thể rõ ràng để có thể tuyên phong đó là vị thánh. Vì thế mà đối với người dân Việt Nam mình thì rất là yêu mến và kính trọng cha Francisco, cho nên nhiều người xin được ơn rồi xin lễ tạ ơn người ta đặng khác mặc dầu chưa thành thánh. Nhưng như tôi nói, đã chết vì đạo và chết vì Chúa tử đạo thì đã thành thánh rồi, chỉ cần giáo hội tuyên phong tức là theo thời gian nữa mà thôi. Vì thế mà nói với người Việt Nam mình cứ hãy thấy sự lạ là chúng ta đến, chúng ta xem và chúng ta xin, và thường người ta muốn có cái phép lạ. Ngày hôm nay Thánh Gioan cũng đã ghi ở trong cái đoạn tin mừng mà chúng ta được nghe này: Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Nhiều lắm, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ lắm, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép ở trong sách này. Trong sách này tức là trong sách thánh, trong thánh kinh, trong lời Chúa không được ghi.
Và Thánh Gioan còn nói, còn những điều mà được chép ở đây, tức là những điều mà chúng ta được nghe ở trong tin mừng, chép ở đây, ghi ra, thuật lại là để cho anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Như vậy cái phép lạ mà được ghi ở trong tin mừng hay là trong đoạn tin mừng mà chúng ta được nghe hôm nay nè, là ghi lại cái phép lạ hay cái dấu lạ, cái điều lạ mà Chúa Giêsu đã làm, là để cho chúng ta có được niềm tin, và nhờ cái niềm tin đó mà chúng ta sẽ được sự sống nhờ chân người. Như thế phép lạ không phải để chúng ta gọi là thán phục, hay để chúng ta tò mò, hay để chúng ta xem coi nó làm sao, mà cuối cùng cái phép lạ đó không đem đến cho chúng ta được niềm tin. Hay nói một cách nôm na, chúng ta thấy phép lạ rồi chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta cái phép lạ đó để chúng ta tin, nhưng mà biết bao nhiêu phép lạ xảy ra trong cuộc đời chúng ta, thế mà cũng chưa đủ để củng cố niềm tin của chúng ta. Vì vậy mà thưa quý bà anh chị em, ông Thánh Tôma trong đoạn tin mừng ngày hôm nay này đã được gọi là cái người cứng lòng tin. Và đôi khi ai mà hơi khó tin hoặc cứng lòng tin tí thì người ta bảo mấy người này là con cháu ông Thánh Tôma, còn không thì đưa vào gia phạm pháp của ông Thánh Tôma. Nhưng mà thưa quý bà anh chị em, người ta hiểu lầm, bởi vì ông Thánh Tôma người ta cứ căn cứ vào cái câu ông Thánh Tôma ông nói là nếu tôi không thấy cái dấu đinh ở tay của Chúa Giêsu, nếu tôi không thọt cái móng tay vào trong cái lỗ đinh đó, nếu như tôi không thấy cái vết đinh ở nơi, cái vết thương ở nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu, và nếu tôi không thọt cái bàn tay tôi vào trong cạnh sườn của Chúa Giêsu thì tôi không tin. Ông Thánh Tôma nói như vậy thật, nhưng mà chúng ta cần nhớ một điều trong đoạn tin mừng này. Thánh Gioan thuật lại, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Rồi Đức Giêsu xuất hiện giữa các ông và nói bình an cho anh em. Và Thánh Gioan nói thế này: nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Rồi các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Như vậy chính Chúa Giêsu khi hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly, và chính Chúa Giêsu cũng tự động tự sáng kiến để cho các tông đồ thấy cái vết đinh ở nơi tay và nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu. Chứ đâu phải ông Tôma là cái người đầu tiên muốn nhìn thấy cái đó. Vậy thì tại sao mà Chúa Giêsu muốn cho các tông đồ thấy cái vết đinh ở nơi tay và cái vết thương ở nơi cạnh sườn của Chúa Giêsu vậy? Chúng ta đặt câu hỏi chứ, và từ câu hỏi đó chúng ta mới hiểu được cái lòng thương xót của Chúa như thế nào đối với chúng ta. Vì Chúa sống lại là bằng chứng cho thấy Chúa thương xót con người, đặc biệt là Chúa thương xót các tông đồ. Anh chị em nhớ là trong cuộc thương khó, các tông đồ bỏ chạy hết, kể cả ông Thánh Tôma cũng bỏ chạy mất mạng luôn. Ông Phêrô thì chối Chúa, mặc dù trước đó ông nào cũng quyết tâm đi với thầy lên Jerusalem, rồi tất cả bỏ thầy, nhưng một mình con sẽ không bỏ thầy đâu. Thế nhưng mà tất cả cuối cùng là bỏ Chúa hết. Vậy thì đáng lý ra các ông phải bị trách cứ, các ông phải bị mắng, bởi vì các ông yếu đuối, các ông phản bội, các ông chối Chúa. Thế nhưng khi Chúa hiện ra với các ông, đáng lý các ông phải sợ hãi, các ông phải thấy rằng thế là bây giờ cái tội của mình với Chúa là như thế. Nhưng mà Chúa đã nói với các ông bình an cho các con. Khi nói sự bình an cho các con có nghĩa là Chúa đã tha hết tội lỗi của các con, Chúa tha thứ hết những yếu đuối của các con, Chúa tha thứ hết những lỗi lầm của các con, những sự xúc phạm của các con đối với Chúa. Nói cách khác, khi Chúa hiện ra với các tông đồ trong nhà tiệc ly là biểu lộ lòng thương xót của Chúa đối với con người. Hơn thế nữa, khi Chúa cho các ông xem cái vết đinh ở nơi tay của Chúa,
ở nơi cạnh sườn của Chúa, Chúa muốn nói với các tông đồ này. Chính Đức Giêsu, chính cái người mà đang đứng trước mặt các ông không ai khác hơn, cũng chính là cái đấng đã chấp nhận chịu thương đau trong cuộc thương khó. Và cái bằng chứng đó như là những cái vết đinh ở nơi tay, cái vết thương ở nơi cạnh sườn của Chúa. Chính vì thế, vì Chúa sống lại đem lại cho các ông vui mừng. Và trang tin mừng của Thánh Gioan đã nói với chúng ta rõ ràng rằng khi các ông đã thấy Chúa Giêsu thì các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Vui mừng vì được thấy Chúa bởi vì các ông đã u sầu, các ông buồn bã, các ông thất vọng sau cái chết của Chúa Giêsu, sau sự thất bại theo kiểu người đời. Nhưng giờ đây Chúa phục sinh đang ở giữa các ông, đang hiện diện giữa các ông và thổi hơi cho các ông, cho các ông xem tay cạnh sườn và đồng thời còn phải bánh ra để ăn trước mặt các ông nữa. Tất cả những điều đó nói lên là Chúa vẫn đang sống, Chúa đang phục sinh và Chúa đang hiện diện ở giữa các ông. Chính vì thế mà các ông vui mừng không thể diễn tả được hết. Chính trong cái bối cảnh đó mà thương yêu bà anh chị em, khi mà Tô-ma vắng mặt quay trở về và các tông đồ quay lại với Tô-ma là chúng tôi thấy thầy, rồi thầy còn cho chúng tôi xem cái vết đinh ở nơi tay, cái vết thương ở nơi cạnh sườn. Và chính vì vậy mà ông Tô-ma ông mới đòi được xem, tức là ông đòi phải chứng kiến cái việc Chúa phục sinh để các ông được củng cố niềm tin. Nói một cách khác là mặc dù các tông đồ kia đã nhìn thấy Chúa phục sinh rồi, nhưng mà hình như đời sống của các ông chưa thay đổi lắm, cho nên khi nói cái lời chứng đó ra với người khác, xem chừng người ta không được thuyết phục cho lắm, cho nên người ta phải đòi gặp cho bằng được Chúa phục sinh. Và Chúa chiều lòng ông Tô-ma, cho nên 8 ngày sau Chúa lại hiện ra một lần nữa có ông Tô-ma ở đó. Và Chúa đã chiều để cho ông thấy cái vết đinh ở nơi tay Chúa, cho ông thọ cái ngón tay vào trong cái lỗ đinh đó, cho ông để cái bàn tay vào trong cạnh sườn của Chúa. Thế nhưng mà phúc âm thuật lại cho chúng ta, thưa quý bà anh chị em, đó là ông Tô-ma không có dám làm những gì đó, bởi vì ông thấy rõ rồi. Và giờ đây ông tin chắc là Chúa phục sinh và Chúa đang hiện diện trước mặt rồi, không còn cách gì để có thể chối bỏ sự kiện phục sinh nữa. Và vì thế ông sát mình xuống thờ lại, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, thưa quý bà anh chị em, nếu thật sự chúng ta tin vào Chúa phục sinh thì chúng ta không cần đòi dấu lạ nữa, không đòi bắt chước giống như Tô-ma phải thấy cái vết đinh ở nơi tay Chúa, phải thọc cái lỗ ngón tay vào trong lỗ đinh của Chúa, không cần phải thọc cả cái bàn tay vào trong cạnh sườn của Chúa. Miễn chúng ta cảm nhận được sự phục sinh của Chúa đang hiện diện ở trong cuộc đời chúng ta, và đồng thời chúng ta cũng cảm nhận sự phục sinh của Chúa ở nơi những người khác nữa bằng chính đời sống đổi thay của những con người đó. Nói một cách nôm na, những ai tin vào phép lạ, những ai muốn chứng kiến cái phép lạ, thì khi chúng ta đi hành hương, khi chúng ta đến, chúng ta nhìn thấy cái phép lạ đó, thì chúng ta phải trốn nở cái niềm tin ở nơi lòng mình, và đồng thời chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta, thì lúc bây giờ cái phép lạ mới cần thiết trong cuộc đời chúng ta. Còn nếu như chúng ta đi coi 10 cái phép lạ, 10 cái việc lạ lùng, nhưng mà cuộc sống của mọi người chúng ta vẫn cứ như thế, vẫn cứ ở lì trong tội, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn đố kỵ, vẫn còn nói xấu, vẫn còn làm những điều tội lỗi, thì chắc chắn điều ấy chúng ta chưa thể nhận được sự phục sinh của Chúa ở nơi mọi người chúng ta. Ước chi sự phục sinh của Chúa, nhất là trong mùa này chúng ta đang mừng Chúa sống lại, đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng, và đồng thời cũng giúp cho mọi người chúng ta thay đổi đời sống của mình để mọi người chúng ta trở thành một nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa ở trong thế giới con người hôm nay.